Vườn Hồng Anh CZ xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi lại gửi tới các bạn một câu chuyện mới. Và trong lúc đang thi công lại toàn bộ khu vườn rau, và là một trong những khu vườn nhỏ trong khu vườn lớn của vườn Hồng Anh CZ, và đâu đó đã gửi tới các bạn một hai câu chuyện về cải tạo lại toàn bộ khu vườn rau trong vườn Hồng Anh CZ. Và năm nay đã là sang năm thứ 5 vườn Hồng Anh CZ mới làm được đến khu vườn này, một trong những khu vườn nhỏ trong vườn Hồng Anh CZ. Và gửi tới các bạn câu chuyện này với chủ đề gì đây? Thì hôm nay chia sẻ với các bạn một chút về cách trải vải chống cỏ, giới thiệu với các bạn một vài loại đá, cách trang trí các kiểu cảnh, và một vài những cái chi tiết nhỏ nhỏ nữa trong các cái công việc mà vườn Hồng Anh CZ đang làm trong khu vườn rau. Vì cải tạo lại toàn bộ cho nên cũng khá lâu thời gian nữa mới xong các bạn nha. Vì tôi làm một mình. Và bây giờ, trước tiên các bạn nhìn thấy tôi đang có một cái tấm vải đang trải ở đây. Và các bạn thấy gạch đá tôi đang xếp lung tung như thế này. Đấy. Tôi để như này cho nó chắc các bạn này. Và vừa làm vừa chia sẻ với các bạn nha. Và nhờ vào tấm gạch nó giữ cái vải này thì tôi mới cắt được như này các bạn này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, thừa ra một tấm để vào đây nha. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn từng bước một. Trong cái lúc tôi đang trải vải như này là trải vào các con đường để đi trong khu vườn rau. Và bây giờ sẽ mời các bạn đi tham quan. Thì cái vải này sau khi trải xong như này các bạn nha, chúng ta sẽ gập xuống dưới như này các bạn này. Đó, ở dưới đây là nền đất các bạn này, đã được làm phẳng rồi. Và tôi sẽ mời các bạn đi tham quan. Thì gập cái vải này lại các bạn này, cái phần thừa các bạn gập nó xuống như này. Và các bạn tiếp tục đè gạch vào đây nha. Nhưng mà trước khi gập được phần thừa thì nó khó khăn nhất ở cái đoạn cua này các bạn này. Ở cái đoạn cua này các bạn nha. Đó, các bạn cắt nó ra như này thì các bạn mới gập được cái tấm vải này xuống. Câu chuyện hôm nay tôi làm cho các bạn là khả năng là cũng ngắn ngắn thôi. Mời các bạn đi tham quan một số nơi luôn. Đó. Tại sao lại câu chuyện ngắn ngắn mà vườn Hồng Anh CZ câu chuyện nào cũng xây dựng rất là kỹ và rất là dài? Vì xin thưa với các bạn luôn, nhà sản xuất phim của tôi, hay nói chính xác hơn là các con của tôi, đợt này các cháu bận cho nên không có người quay dù. Để hình tĩnh thì nó lại nhiều lúc lại không kể được các bạn câu chuyện cho nó chuẩn hơn, nó không thực tế hơn. À, tôi có một cái cậu út hay ghi hình cho tôi thì đợt này cậu ấy cũng lại đang bị yếu cái tay. Thành ra là cháu chắc chỉ ghi hình được 10-15 phút thôi. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Tôi sẽ kể tiếp với các bạn. Tiếp tục ở phần đoạn này cũng là một góc cua các bạn nha. Đó, cũng là một góc cua. Cắt nó xuống như này. Gập cái vải này lại. Gập cái vải này lại. Đó. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn chi tiết từng chút một. Và trong câu chuyện này sẽ chi tiết nhưng mà sẽ rất là nhanh. Ở đây là các bạn thăm một cái phần trong cái phần cắt vải. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó, thì cái phần cua này là nó khó cho cái việc cắt vải như này. Thì các bạn gập lại với như này. Tại sao như thế? Vì cái phần vải này chúng ta chống cỏ nó mọc từ dưới lên, nhưng sau này vẫn còn một hai cây cỏ nó mọc từ cái mép này ra các bạn này. Vì như thế cho nên chúng ta phải có cái mép vải để chặn vào đây. Tiếp theo đến phần này nữa này. Đó, thì nó nhanh này. Đó, bạn cho các bạn tôi nhìn này. Và phần này nó cũng có phần cua nhưng mà nó cua ít này. Rồi, trước tiên là hệ thống vải chống cỏ này. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn loại vải chống cỏ, sau đó sẽ dẫn các bạn đi tham quan. Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn về tên loại vải nha. Ở phần bên đây thì sao? Nếu cái phần vải này của các bạn mà còn thừa nhiều, các bạn có thể cắt nó đi. Tôi ví dụ, để một cái viên gạch nặng vào đây là các bạn có thể cắt cái này bớt đi. Còn nếu không, các bạn gập nó xuống. Tôi thì tôi cắt nó đi, các bạn nhìn nha. Đó. Trong lúc mình làm nó có thể có những cái đoạn thừa các bạn ạ, không tránh được các bạn nha. Rồi, chỗ này phần cua các bạn nhìn này, tôi cũng cắt rồi đúng không?
Và bây giờ tôi gập cái này xuống. Đó, tôi gập cái này xuống. Gập cái tấm vải chống cỏ này xuống. Và như các bạn đang nhìn thấy đây, tôi đè viên đá này vào đây. Thì khi các bạn gập đấy, các bạn cố gắng gập cho nó đừng sâu xuống dưới quá, để mình chống cái cỏ nó mọc vào mép này lên, nó còn sót 1-2 cây cũng không tránh được. Nhưng mà nếu các bạn gập thấp quá nữa thì nó có cái cơ hội từ đất này nó mọc lên các bạn này. Mà nếu các bạn để cao quá thì sau này các bạn đổ đá lên nhé, nó hở cái vải đen ra thì nó lại các bạn lại không ưng. Tất nhiên là mình tự làm không chuyên nghiệp lắm, cho nên là nó cũng không thể tuyệt đối được các bạn nha. Đó. Rồi các bạn nhìn thấy nha. Vậy là phần này tôi đã làm xong này. Tôi sẽ đổ đá thử các bạn xem. Đó, đây chính là cái đá mà tôi sẽ trải trên cái vải này để làm con đường đi các bạn nhìn nha. Đó, tôi chỉ trải thử một tí để các bạn xem và mời các bạn thăm. Ở phần này tôi đè gạch như này các bạn nha, để cho cái lúc mình làm việc gió không thổi cái vải này lên các bạn nha. Vì mình làm việc một mình các bạn. Đó. Và chiều cao của cái này của tôi lên đến 5-6 phân các bạn, có những chỗ 7 phân. Cái đá tôi trải xuống như này. Rồi các bạn không nhìn thấy cái vải đúng không? Ở dưới đây là vải các bạn này. Ở dưới đây là vải đúng không? Bây giờ tôi cho đá vào các bạn không nhìn thấy vải rồi đúng không? Đó. Và đây là phần mép cua này. Đó. Vậy thì cái đá này nó chiều cao của nó lên đến 5 phân cho nên đi rất thoải mái các bạn. Bây giờ tôi sẽ cho cái này gọn vào. Để cái này đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn loại vải nha. Trong các cái loại vải chống cỏ thì đây là một cái loại vải mà người ta không đóng trong một cái túi các bạn. Theo khổ 2x2, 3x2 hay 5x10. Có là 5x2 bằng 10 m2. Hoặc là 5x7 bằng bao nhiêu m2. Tôi ví dụ thế 35 m2. Và đây là một cái cuộn các bạn này. Đấy. Thì tôi sẽ cho các bạn xem tên trong một ít phút nữa nha. Nó cuộn vào như này. Có thể lên đến 30 mét hoặc 50 mét các bạn nha. Cái vải này nó có tác dụng để khi chúng ta mùa đầu xuân đấy các bạn ạ, thì chúng ta ủ vào những cái luống rau. Ủ vào những cái luống rau để giữ cho cây nó ấm. Hay ủ ở dưới những gốc cây râu ấy các bạn, cây dâu tây đấy. Để cho cái dâu tây nó không mọc lung tung. Cái vải nó có tác dụng để giữ ấm vào lúc đầu xuân nếu ai trồng ở ngoài vườn sớm là tháng 4, tháng 5. Thứ hai nữa là để tác dụng chống cỏ. Thì chính nó là cái vải các bạn nha. Đấy, bạn cho các bạn tôi nhìn. Chia sẻ với bạn một hai câu chuyện rồi, về vải rồi. Những cái vải này là nó ngấm nước các bạn này. Và thoát nước. Và độ bền rất cao các bạn này. Chỉ có điều khi chúng ta chống vải mà chống vào dưới các gốc cây đấy. Thì để cái phần gốc cây nó rộng ra một chút các bạn nha. Ví dụ như là bạn cho các bạn tôi nhìn này. Cái phần sơn này các bạn này, tất cả những cái phần này là tôi đóng bằng những cái cột gỗ xuống nền vườn. Sau đó tôi sơn màu nâu, hay gọi chính xác là quang dầu để cho nó bền. Cái phần gỗ này bao xung quanh cái luống rau như này nó thành một cái đảo. Và đến một ngày nào đó mà tôi không sử dụng cái luống rau này nữa, hay bà xã không dùng nữa, thì có thể phủ kín vải vào đây các bạn này. Bỏ hết cây đi, bỏ hết rau này đi, phủ kín vải vào đây và làm cái tiểu cảnh trong này thì nó không ảnh hưởng đến con đường này của mình. Đấy, thế còn cái phần này ấy, nếu như vẫn làm luống rau thì cái này là ngày xưa tôi làm trước các bạn ạ. Tôi làm cách đây 4-5 năm trước. Bây giờ mới là sơn lại và làm các hệ thống vách ngăn như này để tạo hình một cái đảo và làm hai loại đá như này cho nó đẹp. Vậy cái gỗ này nó chịu được độ nóng, độ lạnh cao các bạn nhé. Nhưng độ bền của nó cũng chỉ được 7-8-10 năm thôi các bạn ạ. Bởi vì mình đóng trực tiếp xuống nền vườn. Và ở trong luống rau này thì tưới nhiều nước, nó không giống như những cái chân rộng. Nó có thể bền cao hơn các bạn, nếu mình đã quang dầu như này. Và loại gỗ này người ta làm cho để đóng xuống nền vườn cho nên nó khá bền. Và các bạn hỏi tôi là nếu nó gãy cái này thì làm thế nào. Cái này chúng ta có thể thay bằng những cái cột như này, là bằng cái cột bê tông các bạn. Hay là cột nhựa. Hay là những cái cột thanh bằng sắt đấy các bạn. Tôi ví dụ như thế thì là chúng ta có thể là nhiều loại vật liệu để quây xung quanh như này. Đấy, thì tôi biết là có những cái loại người ta làm bằng những cái cột tròn bằng nhựa đấy các bạn. Đẹp bền lắm, mà hay lắm. Thế còn cái này của tôi nó mới được 4 năm ấy. Thì nó vẫn bền các bạn ạ, khoảng 4-5 năm nữa nên tôi chưa thay. Và đây tôi tạo ra một cái phần đá hồng xung quanh này thành cái đảo các bạn này. Thì nếu bà xã không ưng nữa thì bỏ cả cái luống rau này đi thôi. Làm ở đây thành một cái tiểu cảnh và cái phần này nó vẫn là con đường đi vào cái vách ngăn. Đây các bạn nhìn đây. Đó, con đường tôi đã làm đây nhé. Đó, tôi ví dụ như thế.
Thì đây là phần đá này các bạn này, thoải mái luôn. Đấy, đi thoải mái luôn. Đó, thì là xung quanh tất cả cái vườn này tôi đều làm như thế. Phần bên trong này thì dùng cái vách ngăn này các bạn nha. Thỉnh thoảng giới thiệu các bạn lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam ấy. Các bạn nhìn đấy. Đấy, thì là cái phần này là giới thiệu các bạn đầu năm ấy. Thì ở đây có một cái vách ngăn. Đây trải đá hồng, bên đây trải đá hồng các bạn này. Đó, ở giữa thì làm một cái phần đá như thế này. Hay là bạn đi theo tôi một chút. Tôi mời các bạn tôi đi thăm xong tôi giới thiệu bạn tôi một ít đá nữa. Đó. Đây tôi đã cũng các bạn nhìn nhé, tất cả cái chân gỗ này tôi mới sơn xong hết này các bạn này. Đó, thì trong phần luống rau này các bạn, à luống cái này gọi là cái những cái cây hoa chân gỗ các bạn này, thì ở phần gốc này các bạn này là mình không trải vải các bạn nhé. Để cho nó ngấm nước này, các bạn nhìn cái phần đất chưa? Đó, bạn nhìn cho các bạn tôi nhìn cái đất ngấm nước này các bạn này. Các bạn để cái phần này nó rộng ra một tí nhá. Đó. Thế nhưng mà phần ngoài của nó các bạn này thì là mình trải vải như này các bạn nhìn thấy chưa? Đó, để chống cỏ này. Đó. Vậy thì trong cái luống tiểu cảnh này của tôi thì phần ngoài là gỗ để ngăn. Phần trong cũng gỗ để ngăn chân rộng và được quang dầu màu nâu. À, đây có một cái phần màu hồng chạy bằng đá các bạn này. Đó, đá hồng. Đây thì là đá sỏi để chúng ta trải làm lối đi. Vậy thì tất cả các cái con đường như này. Cái này tôi lát hai viên gạch để làm cái lấy cái phân compost các bạn. Đấy, để cho nó sạch sẽ. Và tất nhiên là trong khu vườn của tôi thì nó đang dở ra. Nó chưa xong. Đấy. Bạn cho các bạn tôi hôm nay thăm một chút. Đây các bạn nhìn nhá. Phần này cũng sơn hết rồi đây này. Phần này cũng sơn hết rồi đây này các bạn này. Vậy thì đây là tôi đã hoàn thành các cái đảo các bạn nhá. Có phần đá như thế này. Và ở dưới cái phần đất này ấy, thì tôi đã chạy các hệ thống đường nước cơ bản vào những chỗ nào cần thiết các bạn ạ. Tôi ví dụ ở chỗ kia. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy cái dây chưa? Bạn có thể cứ đứng ở đấy tôi cho các bạn xem. Thì đây sau này của tôi sẽ làm một cái nhà kính ở đây. Đấy. Đây là cái hệ thống dây nước này các bạn này. Đó thì dây nước nó dẫn đến đây từ lòng đất các bạn nha. Cái đường ống này để người ta dẫn điện các bạn này. Nhưng mà vì tôi cẩn thận thì tôi cho cái dây này nó không phải là thật chuyên nghiệp là dẫn nước, cho lồng ở trong cái đường ống này các bạn nha. Đó. Để dẫn nước vào đây thì cái chỗ 10m² này tôi sẽ làm cái hệ thống nhà kính các bạn này. Đó này các bạn nhìn thăm luống rau cũng đã tốt tươi rồi đúng không? Đấy, và các cái đảo như thế này các bạn nhìn thấy không? Cũng đã được hoàn thành. Còn hệ thống cột này các bạn có thắc mắc không? Các bạn nhìn thấy tôi chạy các hệ thống cột ở xung quanh các khu vườn. Đó thì đây. Khi này nó có dây đúng không các bạn? Thì sau này những cái cột này của tôi ấy, thì là sẽ làm các hệ thống nước phun tự động để tưới vào những luống rau hoặc là treo trên này. Đấy, còn cái dây này tôi làm là để treo các hệ thống. Ví dụ như sau này mình treo đèn các bạn này cho nó sáng. Ví dụ thế, hoặc là treo hệ thống nước phun. Đấy, thì các bạn nhìn nha. Mời bạn đi đến đây tiếp cho các bạn tôi thăm này. Hệ thống đường nước cũng đã chuẩn bị sẵn này các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, chỉ việc sau này chỉ đấu kết nối thôi. Lên trên hệ thống đường này. Vậy thì cái dây này tôi đã giới thiệu các bạn nhiều lần rồi, tôi không giới thiệu nữa. Cái vật liệu này nó chịu được độ âm là 20 đến âm 25 độ C nếu để trên nền mặt vườn. Và độ dương nó chịu được 6 đến 70 độ C cho nên rất bền các bạn. Không sợ gì cả. Nhưng mà người ta chôn xuống dưới nền đất thì người ta chôn bằng cái loại dây rất là cứng, cao su đen các bạn ạ. Thì tôi không thích làm cái đấy vì nó cứng. Thì tôi làm bằng cái này nhưng tôi lồng vào trong cái đường ống này các bạn nhìn này, đó ở dưới đất này. Vậy thì cái đường ống này nó chịu được độ âm lên đến 30-35 độ C các bạn nha. Mà mình lại lồng cái dây này vào trong để dẫn nước như này. Đấy, thì nó rất là an toàn. Thế còn sau này kết nối hệ thống nước vào đây thôi các bạn này. Chạy lên hệ thống cột và mang đi khắp nơi. Đấy, hay mang sang bên đây. Thế còn câu chuyện trước chia sẻ các bạn ấy thì là cái vách ngăn này đúng không? Câu chuyện đầu ấy. Đấy, thì cái phần này là làm cái luống su cho bà sẵn. Đấy, thì bạn cho các bạn tôi nhìn tổng thể một chút trong khu vườn. Là các hệ thống đảo. Đấy, bầu bí rau muống, đỗ rau đay mồng tươi, cà rau thơm. Đấy, các bạn nhìn tôi tổng thể nhé. Thì tất cả những cái phần này sau này đều là những con đường để đi các bạn này. Đấy, và đều được trải đá và độ dày của nó 5 phân các bạn nha. Độ dày 5 phân. Và bạn có thể quay lại cho các bạn tôi xem cái này một chút nữa xong rồi chia tay các bạn của tôi. Đây, tôi ví dụ các bạn nhìn thấy tôi có những hòn đá như này. Vậy thì hôm trước tôi kể với bạn câu chuyện là tôi lột những hòn đá ở dưới vườn lên. Nhưng hôm nay ấy, thì tôi lại chia sẻ với các bạn. Ngoài những hòn đá lột hết ở toàn bộ nền vườn lên, bởi vì ngày xưa tôi làm tạm 4-5 năm trước thôi cho khu vườn này. Và bây giờ mới chính thức cải tạo toàn bộ và làm đẹp như những khu vườn cảnh quanh khu vườn trong vườn ngoanh CZ.
các bạn đang xem câu chuyện này là trên kênh YouTube Vườn của anh CZ. Cảm ơn các bạn đã đến với Vườn của anh CZ trên YouTube nha. Thì cái đá này là những viên đá khối to, các bạn nhìn thấy tôi đang chôn lình kỉnh ở đây đúng không? Và phần đất này đang rất là thô bẩn đúng không? Vậy thì cái đá này đấy các bạn nha, nó có hai cách để chôn, hay nói chính xác hơn thì nó có nhiều cách để làm. Nhưng mà nếu các bạn để cái nền vườn này mà các bạn trồng cỏ, và các bạn muốn cái máy nó chạy trên nền vườn mà cắt được cỏ, và các bạn lại muốn chôn một vài viên đá hay là một vài chục viên đá cho nó đẹp, nó cổ kính, và lúc đi vào vườn cỏ nó không ướt, thì các bạn chôn cái viên đá này chìm hẳn xuống dưới mặt nền. Có là cái viên đá này các bạn nhìn thấy nó đang nổi đúng không? Đang nổi lên khoảng 5-7 phân đấy đúng không? Thì các bạn chôn hẳn chìm xuống mặt nền vườn bằng với mặt nền đất. Vậy thì khi cỏ nó mọc lên, người ta dùng máy đi cắt cỏ, bằng máy thủ công là bằng tay hay là máy chạy, ngồi lên để chạy, vẫn là cắt cỏ được các bạn ạ. Thì đấy là cái cách thứ nhất, là người ta chôn những viên đá khối này xuống dưới nền mặt vườn phẳng thiu cho nó đẹp cùng với mặt cỏ, thì vẫn cắt được cỏ và đi lại nó không bị vấp các bạn này. Ví dụ đi như này nó bị vấp rồi các bạn này. Đó, từ ví dụ như thế đi nó vấp này. Vậy các bạn chôn xuống dưới nha. Còn tại sao tôi lại làm nó nổi lên như này? Là vì toàn bộ các con đường đi trong vườn của tôi đã trải đá, để các loại đá sỏi như các bạn vừa xem, để cho nó phẳng phiu, nó đẹp, đi không bị vấp rồi. Còn ở một cái góc tiểu cảnh này thì có một cái cây hồng bên cạnh, mà tôi đã từng chia sẻ các bạn câu chuyện về cây hồng Eden Rosa 85. Thì tôi làm một số viên đá như này, có thể trên chôn thêm một vài viên nữa ở đây các bạn ạ, để cho nó thành một cái khu tiểu cảnh trông cho nó cổ kính, và cũng tạo một cái chút gì đó trông cho nó đẹp. Thứ hai là tôi lột những viên đá này lên, xong chôn nổi nó lên như này, bởi vì nó chưa hoàn thành, để sau này toàn bộ cái phần đất này các bạn này, thì tôi trải cái vải chống cỏ này. Cái cuộn vải giới thiệu với các bạn thì bạn có thể cho các bạn tôi nhìn qua, nó cũng không được rõ đâu. Đấy, đây là thương hiệu của nhà sản xuất các bạn nha. 3LGMAN, tôi ví dụ thế, tôi đọc không tốt các bạn thông cảm nha. Và đây nó đề chữ nét can này, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nét cana này. Và cái cuộn này của nó là khổ rộng là 1,6m, dài là 50m. Đó. Vậy thì cái khổ này là 80m2 các bạn nha. Một cuộn thì 80m2. Và tôi đã vừa cho các bạn xem rồi. Đấy, vừa cho các bạn xem cái cuộn vải mà tôi đang làm giỏ đó. Vậy thì hai cuộn này đã là 160m2 rồi các bạn ạ. Mà tôi còn giới thiệu với các bạn những cái tấm vuông vuông nữa, nó với khổ 5x7 hoặc là 6x3 chẳng hạn đấy, đúng không? Thì tôi làm những cái con đường đi này thì tôi dùng cái vải như này, nó cuộn như này, tôi thả ra phát xong tôi đi cắt thì nó nhanh hơn các bạn ạ. Đó là giới thiệu các bạn về vải này nhá. Cái phần đá này tôi cũng giới thiệu các bạn là vì sao chôn nổi như này rồi nhá, là để sau này tôi trải vải này xuống dưới nền này, và tôi đổ cái đá sỏi đấy các bạn, bằng đúng viên đá này các bạn này. Vậy thì có những chỗ nó cao 3, 4, 5 phân, nhưng có chỗ chẳng hạn có thể nó cao lên đến 7 phân các bạn. Thì cái đá tôi trải bằng như này thì khi mình bước lên, đây là đá và đây cũng là đá các bạn này, dưới đây là sỏi và đây là đá, thì toàn bộ cái này nó phẳng. Vì tiếp theo nữa thì ở cái phần này tôi cũng đã bắt đầu hoàn thành xong các bạn nha. Đấy, cái chỗ làm để cho các cháu nó để cái thùng rác, phân loại rác ấy. Đấy, rác giấy, rác nhựa. Thì cái phần này cũng được lát và làm phẳng như này các bạn nha. Vậy thì cái vải này là vải chống cỏ đây các bạn này. Đó, đây là phần này nó chưa kết thúc các bạn nha. Đó, thì đây chính là cái đá sỏi các bạn này. Đó, thì nó chưa kết thúc các bạn nha. Vậy thì cái ô vuông này tôi làm để cho các cháu nó để những cái thùng phân loại rác, chống cỏ, và toàn bộ cái phần này cũng đã xong. Và ở dưới này cũng được trải vải các bạn nha. Đấy, các bạn nhìn thấy cái phần trong này, tuy lát đá to, khổ to như này, nhưng mà đây vẫn trải vải các bạn nha. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, vẫn trải vải nha. Đó, và bây giờ bạn có thể lùi lại. Thì là cái phần đá này cũng thế các bạn nha. Làm vuông phẳng xong rồi các bạn đầm nền, rồi các bạn cho cái sỏi xuống dưới. Cái sỏi như này xuống dưới các bạn thật đầm xuống. Xong đó các bạn lát cái phần đá này lên trên cái sỏi đấy. Thì là nó có một cái độ phẳng đẹp. Thứ hai là nó chắc. Thứ ba là nếu cái viên đá này mà nó cao thấp thì các bạn bốc bớt cái sỏi ra. Đấy, thì đấy là giới thiệu qua thêm các bạn về cái phần lát cái ô vuông này nha. Và bây giờ bạn có thể lùi lại cho các bạn tôi thăm một cái này nữa, và có thể chia tay được các bạn của tôi. Bạn hơi bị vướng, bạn đi sang bên đây một tí. Thế hôm trước giới thiệu với các bạn cái phần tiểu cảnh, bạn có thể lùi lại chỗ này được. Đấy, tôi để cái này ra đây cho các bạn thăm này. Cái đá này trước giới thiệu với các bạn tôi này, thì cái phần hôm trước giới thiệu với bạn đây là một cái tiểu cảnh cắt tình hình bán nguyệt, và hôm khi giới thiệu với các bạn là giới thiệu chia sẻ cách cũng là trải vải chống cỏ và trải vài loại đá.
thì là cái đá quây xung quanh gốc cây như này, trên là trải vỏ cây, dưới là không có vải chống cỏ để cho nó ngấm nước ngấm phân tốt. Còn lại ở phần này của tôi là đều trải vải chống cỏ hết, trong đấy có vải các bạn này, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, hôm trước đã giới thiệu các bạn rồi. Thì ở đây tôi có làm cái hình bán nguyệt như này, úp vào cái phần bờ dậu này để cho nó ngoi cái dàn hoa leo, và dùng cái đá hồng này, đá vàng này và đá hồng khối này màu sáng này. Đấy, thì hoàn thành một cái tiểu cảnh như này. Đấy, thì hệ thống ở đây các nó có đường nước lên, các bạn nhìn thấy các hệ thống đường ống dẫn nước chưa? Đó, ống to bọc ống con cho nên độ bền nó cũng cao các bạn ạ. Và ở đây viết một chữ lớp các bạn này, lò ve. Và trong câu chuyện ngày hôm nay, tuy nó cũng có hơi vội và giới thiệu các bạn không được nhiều lắm, nhưng các bạn đã thăm và nhìn tổng thể trong một góc vườn rau trong toàn bộ khu vườn Hùng Anh CZ. Các bạn nào hay quan tâm theo dõi tôi trên kênh YouTube thì các bạn đã biết là trong khu vườn Hùng Anh CZ có khá nhiều khu, và khu tôi đang làm đây là khu vườn rau và cải tạo lại toàn bộ. Thì chia sẻ các bạn một chút như thế, cũng hy vọng nó có một cái gì đó hữu ích để gửi tới các bạn, và sẽ chia sẻ tiếp với các bạn một vài câu chuyện nữa về khu vườn rau này cho tới lúc nó hoàn thành nha. Bây giờ đã đến lúc phải nói lời chia tay các bạn rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn đồng hành, ủng hộ, động viên, góp ý với tôi trên kênh YouTube Vườn Hoành CZ. Kính chúc các bạn nhiều sức khỏe, kính chúc các bạn nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn trong các câu chuyện sau. Một lần nữa xin chào các bạn. Bye bye.